Hầu như năm nào chúng ta cũng nghe những thông tin về thiên tai tại các nước, động đất, sóng thần, lũ lụt. Và có một điều, Trung Quốc thì thường nằm trong danh sách những tin tức xấu này. Tại sao Trung Quốc lại phải hứng chịu nhiều thiên tai đến vậy? Ngoại trừ một yếu tố đó là diện tích rộng lớn, thì còn những yếu tố nào nữa hay không? Chào mừng các bạn đến với câu chuyện ngày hôm nay. Với diện tích là gần 9,6 triệu km vuông, Trung Quốc là đất nước lớn thứ tư thế giới sau lần lượt Nga ở vị trí số 1, Canada ở vị trí số 2 và Mỹ ở vị trí số 3. Một đất nước lớn và xác suất họ phải gánh chịu thiên tai cũng là rất lớn. Diện tích này thì gấp gần 29 lần Việt Nam. Từ Bắc xuống Nam là chiều dài 4.000 cây số, từ Đông sang Tây là 5.000 cây số, có đường biên giới với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đường bờ biển của Trung Quốc trải dọc theo Thái Bình Dương và dài 14.500 km. Giao với các biển là Bột Hải, Hoàng Hải, Hoa Đông và cả Biển Đông. Với một đường bờ biển dài như vậy thì Trung Quốc có nhiều cơ hội để giao lưu với các nước khác, nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải hứng chịu nhiều bão. Rồi ở Trung Quốc cũng có sông Trường Giang và sông Hoàng Hà, lần lượt là các con sông dài thứ 3 và dài thứ 6 trên thế giới. Những con sông này đã cung cấp cho người Trung Quốc nước tưới tiêu, cung cấp phù sa, cung cấp kế sinh nhai và tạo ra nền văn minh Trung Hoa. Nhưng những con sông này cũng mang theo lũ lụt. Chẳng thế mà sông Hoàng Hà còn được gọi với danh xưng là nỗi buồn Trung Hoa vì nó mang lại rất nhiều tai ương với người Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có các cao nguyên lớn, đó là cao nguyên Tân Cương, cao nguyên Thanh Tạng và cao nguyên Vân Quý. Họ cũng chia sẻ nóc nhà thế giới Everest với nước hàng xóm của mình là Nepal. Chẳng phải ngẫu nhiên mà lại có những cao nguyên và có những đỉnh núi cao chót vót như vậy. Đó là kết quả của quá trình hoạt động địa chất. Và các mảng kiến tạo xếp chồng lên nhau, vận động như vậy lại càng khiến cho Trung Quốc dễ chịu tác động bởi động đất. Đó là những rủi ro rất lớn về địa lý mà Trung Quốc dù có muốn hay không thì cũng không thể tránh được. Và tại sao họ thường xuyên xảy ra những thảm họa thiên nhiên thì cũng là vì lẽ đó. Hơn thế nữa, họ có dân số là hơn 1,4 tỷ người, lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ. Dân cư phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở phía đông trong các đô thị lớn, trong khi đó ở phía tây thì thưa vắng hơn. Và dân cư thì tập trung ở những thành phố như vậy. Thế nên một khi một thành phố, một đô thị nào đó chịu ảnh hưởng của thiên tai thì hậu quả sẽ càng nặng nề. Đó là những lý do căn bản nhất khiến cho Trung Quốc phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do các thảm họa thiên nhiên. Chúng ta sẽ chia ra làm những thảm họa ở dưới đất và những thảm họa ở trên trời. Phần cuối sẽ cùng nhau tìm hiểu về một công trình đặc biệt miễn nhiễm với thiên tai tại Trung Quốc. Thảm họa dưới đất thì đó chính là động đất. Có nhiều lý do tại sao Trung Quốc lại dễ xảy ra động đất. Đất nước này nằm trên một số mảng kiến tạo đang hoạt động, liên tục dịch chuyển và cọ sát vào nhau, tạo ra những áp lực ở vùng đất ở bên dưới. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có nhiều vùng núi dễ sạt lở và các xáo trộn địa chất khác, có thể gây động đất ở các khu vực lân cận. Nói một cách khác, đất rung thì núi lở. Hiện nay thì Trung Quốc vẫn chưa thực sự có một phương pháp nào hiệu quả để dự báo động đất và các nước khác trên thế giới cũng vậy. Bởi vì dự báo trước động đất là một việc rất khó, không thể thấy những dấu hiệu như là gà bay chó nhảy mà có dự báo động đất. Hiện nay có khoảng 40 cho đến 50 phương pháp dự báo động đất, như là căn cứ vào sự biến đổi của nhiệt độ nước, dòng điện ở trong lòng đất, nhiệt độ lòng đất, vân vân và vân vân. Nhưng không thể so sánh dự báo động đất với dự báo khí tượng bình thường, bởi vì con người có thể lên đến tận tầng cao của khí quyển nhưng lại không thể chui sâu xuống dưới lòng đất. Giới hạn hiện nay cũng chỉ có khoảng 10 cây số mà thôi. Và trong lịch sử, có những trận động đất kinh hoàng đã tấn công Trung Quốc. Đầu tiên phải kể đến trận động đất Thiểm Tây vào giữa thế kỷ 16, còn gọi là Gia Tĩnh Đại Địa Chấn, bởi vì nó xảy ra dưới thời vua Gia Tĩnh Triều Minh vào năm 1556. Đây chính là trận động đất có sức phá hoại lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, cũng là trận động đất gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử thế giới. Trận động đất này thì phân bố tại các khu vực là Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam và Cam Túc, cũng là những điểm nóng về địa chất của Trung Quốc, ảnh hưởng đến hơn một nửa lãnh thổ của Trung Quốc lúc bấy giờ, và phạm vi cảm nhận được xa nhất tới tận khu vực gần biển như là Phúc Kiến hoặc là Lưỡng Quảng. Quân dân chết do bị đè, bị đói, bị bệnh, bị cháy không thể đếm được, và báo cáo từ triều đình nhà Minh lúc bấy giờ có 830.000 người đã thiệt mạng. Con số này là cực kỳ khổng lồ. Hiện nay, chúng ta đã có những phương tiện kỹ thuật hiện đại có thông tin liên lạc xuyên suốt, nhưng phải đối mặt với con số đó thì cũng là một điều rất khủng khiếp. Thêm vào lúc đó thì quốc khố Triều Minh cũng gần như là trống rỗng, nên số lượng người thiệt mạng lại càng gia tăng. Một trận động đất kinh hoàng nữa ở Trung Quốc được ghi nhận trong thế kỷ 20, đó là trận động đất Đường Sơn,
và đã được dựng thành phim Đường Sơn Đại Địa Chấn vào năm 1976. Nó đã hủy diệt gần như toàn bộ thành phố công nghiệp Đường Sơn, nơi sinh sống của khoảng 1,6 triệu người Trung Quốc. Theo thống kê ban đầu của chính phủ Trung Quốc thì có khoảng gần 700.000 người thiệt mạng, nhưng sau đó con số được tính lại và công bố chính thức là gần 250.000 người. Trận động đất tại Đường Sơn đã xảy ra trong một năm được coi là tai họa của Trung Quốc. Trước trận động đất một vài tháng thì Chu Ân Lai qua đời, và sau sự kiện này lần lượt đến Chu Đức và Mao Trạch Đông cũng qua đời. Vậy Việt Nam có chịu ảnh hưởng bởi thảm họa động đất của Trung Quốc hay không? Việt Nam có chịu ảnh hưởng nhưng không nhiều, bởi vì chúng ta không nằm trong khu vực có hoạt động địa chất mạnh như vậy. Chỉ có một số ít đáng lo ngại của chúng ta, đó là khu vực Tây Bắc, nơi có những đứt gãy ở Điện Biên, Mường Lay, ở Sông Mã, Tuần Giáo, Lai Châu. Và trong thế kỷ 20, Việt Nam từng ghi nhận hai trận động đất rất lớn, đó là động đất tại Điện Biên vào năm 1935 với độ lớn là 6,75 độ Richter, và trận động đất xảy ra tại Tuần Giáo vào năm 1983 với 6,8 độ Richter. Thật may, đây đều là những nơi thưa dân và ít người. Đó là thảm họa ở dưới lòng đất, còn thảm họa ở trên trời thì sao? Chính là mưa, chính là bão tạo ra lũ lụt. Chẳng nói đâu xa, ngay trong năm 2023, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ghi nhận một lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Đó là giai đoạn vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Tại các khu đô thị ở Bắc Kinh, hàng trăm con đường ngập lụt, các công viên, các điểm du lịch phải đóng cửa. Hàng trăm chuyến bay cũng bị hoãn tại những sân bay lớn của thành phố. Kể cả tàu điện ngầm và tàu hỏa cũng phải ngừng hoạt động. Đó là những rủi ro của Trung Quốc khi họ có đường bờ biển kéo dài. Và như đã nói, đó là đường bờ biển kéo dài 14.500 cây số. Nhưng lũ lụt tại Bắc Kinh vẫn chưa thấm vào đâu so với thảm họa vào năm 1931, cũng được coi là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc và lịch sử loài người. Cuối mùa xuân và đầu mùa hè năm 1931, Trung Quốc bắt đầu xuất hiện những cơn mưa lớn. Những khu vực dọc theo sông Dương Tử đã báo cáo lượng mưa lên đến trên 600mm. Mực nước tại các sông như là sông Dương Tử, sông Hoài và sông Hoàng Hà dâng cao và nhanh chưa từng thấy. Điều này thì dẫn đến vỡ đê hàng loạt. Và theo các nguồn tin chính thức của Trung Quốc công bố thì có tổng cộng 145.000 người thiệt mạng trực tiếp về lũ lụt. Song nhiều nguồn tin độc lập thống kê, số người thiệt mạng cả trực tiếp và gián tiếp vì thảm họa này cao hơn nhiều, khoảng từ 3,7 cho đến 4 triệu người đã không thể duy trì được sự sống của mình. Vì chúng ta biết rằng cơn lũ đi qua sẽ cuốn đi tất cả và con người thì gặp khó trong việc tồn tại. Vậy giải pháp của Trung Quốc là gì? Trung Quốc từ lâu đã tìm kiếm những cách để mà ứng phó với thời tiết cực đoan. Ví dụ như một sáng kiến gọi là sáng kiến thành phố xốp. Thành phố xốp sẽ sử dụng nhựa đường thấm nước, xây dựng nhiều kênh đào, ao hồ mới, cải tạo đầm lầy để giúp cho nước có chỗ thoát. Nhưng hạ tầng của thành phố xốp thì có thể giải quyết được lượng mưa nhiều nhất là 200mm. Còn thường những lượng mưa mà Trung Quốc phải đón nhận trong những năm gần đây, trong những đợt mưa lớn khoảng gấp 2 cho đến gấp 3 lần như vậy. Song có một điều kỳ lạ là ở Trung Quốc lại có một công trình miễn nhiễm với thiên tai, đó chính là Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung, nằm ngay giữa trung tâm của thủ đô Bắc Kinh. Đây là nơi ở của hoàng tộc từ triều đại nhà Minh cho tới nhà Thanh. Và một trong những điểm đặc biệt đó là trải qua hơn 600 năm lịch sử, công trình này đã hứng chịu hơn 200 trận động đất lớn nhỏ, bao gồm cả Đường Sơn Đại Địa Chấn vào năm 1976. Trận động đất đã nói với sức công phá tương đương 2 tỷ tấn thuốc nổ TNT, được coi là mạnh nhất thế kỷ 20, nhưng mà Tử Cấm Thành vẫn trụ vững. Điều gì đã tạo ra một công trình kiên cố và bất tử đến như vậy? Câu trả lời không nằm ở phần móng, không nằm ở phần nền, mà là do một thiết kế được gọi là đấu củng. Đấu củng ở đây chính là một cái kết cấu chống thiên tai theo khung gỗ với những cái phần ghép nối với nhau. Khi mà các nhà khoa học đã tạo ra những thí nghiệm thì kết quả nhận được đáng kinh ngạc, bởi vì một công trình như Tử Cấm Thành có thể chịu đựng sức rung lắc lên tới 10,1 độ Richter mà không hề đổ sập. Nhưng thực tế là lịch sử loài người chưa từng có bất kỳ một trận động đất nào lớn như vậy, nên công trình này chắc chắn là an tâm để mà đứng vững. Đó là chuyện là chống động đất, còn thoát nước thì sao? Hệ thống thoát nước ở trong Tử Cấm Thành thì đều dẫn đến sông Kim Thủy, đó là một con kênh nhân tạo bên trong Tử Cấm Thành. Từ đó nước chảy ra ngoài theo những dòng kênh lớn hơn và đổ ra sông. Ngoài ra, hệ thống thoát nước còn được thiết kế dựa vào địa hình của vùng Tử Cấm Thành. Nền của Tử Cấm Thành thì theo một địa hình dốc của Bắc Kinh. Phía Bắc thì cao hơn, phía Nam thì thấp hơn. Và nó thiết kế theo trục như vậy nên nước lúc nào cũng lưu thông. Nhờ vào hệ thống thoát nước được thiết kế đồng bộ, tỉ mỉ, dòng chảy trong Tử Cấm Thành luôn thông suốt. Vì vậy, suốt 600 năm tồn tại, Tử Cấm Thành chưa từng chứng kiến trận lũ lụt nào. Cùng lắm nước chỉ úng được một thời gian ngắn rồi lại thoát đi, dù mưa bão có lớn đến đâu.
Nhưng Tử Cấm Thành không phải là một công trình tiêu biểu để con người thời hiện đại có thể học tập, bởi vì cấu trúc đấu cùng thì liên quan đến gỗ, còn bê tông thì hoàn toàn khác. Và không phải ai cũng được sống, được thiết kế và được chi tiền nhiều như nhà vua để xây dựng nơi ở của mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với bình luận viên Hải Thanh Story, những câu chuyện về địa lý và văn hóa. Ngoài ra thì mình còn những kênh YouTube khác với các câu chuyện về lịch sử với bình luận viên Hải Thanh History và bình luận viên Hải Thanh Lịch sử Việt Nam. Riêng những câu chuyện về lịch sử Việt Nam sẽ có một kênh riêng. Bạn có thể theo dõi tất cả những video thông qua các kênh đó, thông qua nền tảng YouTube và các nền tảng khác. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.